Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì Garena vừa mới update phiên bản mới của Liên Quân mùa S3 năm 2023. Thì có thể là anh em có thể mới update lại thì anh em có thể bị chơi bị giật, bị lót, chơi nó bị đứng máy. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em năm cái cách mà để cho mà nó dõm, giật, lót khi mà anh em chơi Liên Quân Mobile nha. Thì đầu tiên á thì đầu tiên á thì có thể là anh em phải kiểm tra cái kết nấu mạng của anh em đầu tiên là mạng mà nó không ổn định thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là giật lót đây là một trong những cái cái bước đầu tiên để mà anh em kiểm tra cái sự giật lót của cái điện thoại anh em đầu tiên thì vào cái mục cài đặt nha rồi anh em vào cái mục kiểm tra mạng này rồi anh em bấm vào chữ kiểm tra mạng cho mình thì đợi một tí thì nó sẽ kiểm tra cho mạng cho anh em nếu như mà mạng mà nó màu xanh á thì nó tốt anh em chơi nó ít bị giật lót ví dụ như mình đang hiện tại là đòn mọn rất là xanh xanh chín đúng không rất là đẹp đúng không nó quấn rất là mượt không có gì sao hết cái đó là khi mà anh em đầu tiên vô là anh em cách kiểm tra kết nối mạng nếu mà anh em thấy nó giật lót quá có thể là anh em chơi um, mạng wifi nhưng mà sao cục wifi quá thì nó giật lót hoặc là có khi là anh em chơi cái điện thoại nó yếu nó hút wifi không nổi thì nó giật nó lót đó, đó là kiểm tra wifi muốn hết giật lót thì anh em đứng gần lại cục wifi hoặc là đổ qua cái mạng wifi khác nó mạnh hơn nếu như mà nó không được nữa thì anh em chuyển qua có 3, 4G cho mình. Nếu anh em đánh đánh 4G thì nó có thể là nó ổn định hơn Wi-Fi nữa anh em. Nếu như mà ở đôi khi là cái mạng Wi-Fi của anh em nó nó lâu quá. Nó không có ổn định nha. Còn anh em nào mà Wi-Fi mà mạng kiểu 5G luôn á, Wi-Fi mạnh á thì anh em chơi Wi-Fi cho mình nó sẽ rất là, là mượt. Rồi đó là cái thứ nhất, đó là cái kiểm tra kết nối mạng nha anh em. À, thứ hai thì bây giờ mình sẽ nói về cái thiết lập cài đặt thì nó mình có thể là khi mà giật lót quá thì anh em có thể giảm cấu hình cài đặt cấu hình đồ họa co là một trong những ưu điểm mà giúp cho anh em chơi nó rất là phê nhưng nó cảm giác trải nghiệm nó rất là sướng nhưng mà tuy nhiên nó là một trong những cái lý do mà nó gây khó chịu cho người chơi khi mà người chơi sở hữu những cái điện thoại cấu hình thấp thường xuyên xảy ra tình, tình trạng nó giật lót khi mà tham gia trận đáo thì bây giờ mình sẽ chỉ cái chỗ này cái này là cài đặt của máy luôn khi mà chơi liên quân luôn nên là anh em cài đặt cái này thì nó sẽ không liên quan gì tới mạng hay là có vấn đề bên ngoài nha đầu tiên thì vào anh em vào mặt phần chung phần chung thì anh em để, để, cái độ phân giải á nếu mà anh em máy cấu hình thấp thì anh em để xuống cấu hình tiêu chuẩn cho mình nha đấy không cần để câu đâu anh em để cấu hình tiêu chuẩn chất lượng hình ảnh thì anh em hạ xuống mượt cho mình mượt đối với những máy mà nó cấu hình cấu hình thấp nha còn cấu hình trung bình thì anh em để trung bình còn máy anh em cấu hình câu thì anh em để cấu hình câu cho mình nếu máy còn câu thì không nói rồi nhưng mà đây thì mình sẽ thường xuyên là bị giật lót thì chắc chắn máy của mình nó sẽ không tốt. Nên là anh em để chế độ mượt là được rồi. Về cái chất lượng chi tiết thì anh em có thể hạ xuống luôn là mức thấp hoặc là trung bình. Nếu mà máy mà vừa vừa thì anh em để để trung bình mà máy thấp quá thì anh em để thấp luôn nha anh em. Đấy, đó là cái chất lượng cài đặt cái độ phân giải có cấu, cấu hình khi mà anh em chơi game À, khi mà cài đặt thấp xuống một chút á anh em trải nghiệm cái hình nó không được đẹp nhưng mà nó không có bị giật lót thì nó hình nó không được đẹp như anh em muốn nó mượt là được rồi đúng không? Đấy. còn máy mình thì nó máy chế độ co nên là mình để cài đặt cái chế độ co nha anh em. rồi nó là cái um, cài đặt chung về cái phần điều khiển này này à, điều khiển thì cái độ nhạy sai chiêu camera và tốc độ camera thì anh em để co hết lên cho mình cái này thì nó không ảnh hưởng nha về chế độ công chỉ định thì cái này thì mình sẽ chỉ cho anh em cái cách cài đặt để mà anh em muốn nó tốt hơn trong game nè chế độ công chỉ định là anh em để ăn lính đại trụ cho mình ăn lính đại trụ thì nó sẽ có ba cái hình đó là hình con lính hình cái tay và hình cái trụ khi mà anh em cần đánh trụ thì anh em bấm vào cái trụ khi anh em đánh người thì anh em bấm vào hình cái tay khi mà anh em đánh lính thì anh em bấm vào hình nhỏ nhỏ hình con lính đó quỹ chiêu thì anh em sẽ chọn vùng nha hiển thị một tiêu chỉ định thì anh em ẩn đi cách chọn mục tiêu thì anh em sẽ chọn theo mặc định cho mình rồi cái phương pháp lựa chọn mục tiêu thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em là chọn mục tiêu là chọn máu thấp nhất nha thường thường vào ở trong mặc định của nó là anh em sẽ chọn phần trăm máu thấp nhất tuy nhiên mà phần trăm máu thấp nhất thì anh em sẽ thường xuyên đánh vào những cái con tướng tanh của tên bạn ví dụ đánh vô vô con toro hoặc là con tara hoặc là những cái con tướng tanh sinel dù của tên bạn rất là khó giết nhưng mà anh em cài vào máu thấp nhất thì anh em auto đánh vào những cái vị tướng mà máu mỏng của tên bạn ví dụ như John, thằng van heo thằng ra ấy chính như vậy là anh em phải cài đặt là máu thấp nhất cho mình nha cài đặt gần nhất là đối với vị tướng Murat thì anh em cài đặt gần nhất cho mình tuy nhiên là anh em phải cài đặt là máu thấp nhất là nó ưu, ưu tối ưu nhất về phương pháp tung chiêu thì anh em sẽ hỗ trợ xoay chiêu và định vị là định vị lướt ngón tay cho mình nha không anh em không để tung tiêu chữ nhắm vào tung chiêu định vị thức thủ công nha anh em phải tung chiêu là hỗ trợ xoay chiêu và định vị là định vị lướt ngón tay lướt ngón tay là sao là anh em lướt cái hướng ngón tay theo hướng nào thì cái chiêu thức nó đi theo hướng đó chính vì vậy khi mà anh em muốn đánh thằng nào thì anh em lướt cái hướng vào hướng thằng đó thì nó sẽ đánh thằng đó nó không có bị đánh thằng khác nó có nó khi đó là anh em sẽ quấn nó chuẩn hơn nó không có bị uh, quấn vào những thằng tướng tăng của tên bạn đó là cái cách mà phương pháp tung chiêu nha anh em à, cách pin nhanh đánh bản đồ thì anh em ấn gửi về ưu tiên công kích địch khi di chuyển thì cái này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em kỹ nè ưu tiên công kích địch khi di chuyển mà khi mà anh em mở là anh em vừa đánh vừa vừa đi vừa đánh vẫn được à, còn đấu với những vị tướng mà đấu sĩ tay ngắn thì anh em ưu tiên là bấm mở cho mình tuy nhiên đối với những vị tướng mà tay dài ví dụ như thằng những AD thì anh em phải bấm đóng nha bởi vì khi mà anh em đánh mà không không đóng lại thì anh em thấy cổng dốc nên thằng tướng AD của mình nó bị giật 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 có nghĩa là mình khi mà mình chạy mà mình bấm lỡ mà muốn đánh thì nó sẽ quay lại nó đánh và nó cứ giật, cứ giật 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 rất là khó chịu nên là khi mà anh em ưu tiên công kích địch khi di chuyển đối với những vị tướng đấu sĩ sát thủ thì anh em bấm mở đối với những vị tướng mà AD thì anh em bấm đóng cho mình cái lệnh di chuyển thì anh em bấm không theo cho mình nha Cố định là cái vòng tròn phía bên tay trái của anh em á Thì anh em bấm nó cố định một chỗ Để cho khi mà anh em vuốt ngón tay thì nó không có bị lẹm đi Đó là cái lệnh di chuyển Góc quay thì theo mặc định thôi Đồng bộ di chuyển thì anh em tắt nha Tự động từ chấu đầu hàng thì anh em bật lên Để cho khi mà những thằng nó hòn Thì anh em tự động nó từ chấu luôn không cần bấm Về cái phần thiết lập giao diện á thì hiển thị trang bị phóng to vị trí bản đồ thì vị trí shop thì mình sẽ để bên phía bên phải hết nha anh em để phía bên phải thì anh em sẽ cảm giác là cái màn hình nó sẽ đánh nó to hơn màu thì hiển thị hai pha à, về cái ẩn hiện mô tả trang bị thì anh em bật lên về thông số mục tiêu thì anh em có thể bật lên về khung camera thì anh em test đi nha trò chuyện anh em bật mẹ tân thủ anh em test thời gian hồi thông số thập phân thì anh em bật lên khi mà anh em hồi thông thông số thập phân thì khi mà anh em còn cỡ một giây hoặc là chưa tới một giây không phải mấy dây thì nó vẫn hiện lên cho anh em để anh em biết được là à, cái, cái chiêu đó nó gần hồi rồi nó chuẩn bị nó sắp nó hồi rồi thì anh em sẽ tung chiêu nó sẽ chuẩn hơn hiển thị ảnh tướng tung chiêu thì anh em bật lên nha xem thông tin tướng thì anh em nên tắt đi chiến lược like trong trận nhận lẩu trong trận đốt lẩu trong trận trả lời nhanh vị trí trứng địch rìa màn hình đối với năm có một này sáu có một này thì anh em phải tắt hết luôn cho mình Đấy, tắt hết nha cái những cái này là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc giao chiến của anh em nè à, những cái này nó không cần thiết ví dụ như nhận lỗi trong trận anh em lỡ chết đi anh em bấm nặng nhận lỗi trong trận thì lúc đó nó hiện lên là lỗi của mình lỗi của người ta cái đó không cần thiết anh em mình nhìn vô cái đó mình còn lại bị ức chế hơn nữa mà đánh ngu mà nhảy lên mày quấn người ta mày chết rồi tự nhiên mày bấm nhận lỗi cái đó thì không cần thiết và đốt lỗi trong trận cũng không cần thiết luôn anh em tắt hết cho mình cái đó là anh em tắt nha rồi riêng cái này này cái fps thì anh em phải bật lên nha một số anh em hỏi mình là tại sao mình không có fps thì anh em không bật lên làm sao mà nó có fps được fps là cái khung hình trên dây anh em khung hình trên dây tuy nhiên là khi mà anh em bật cái fps lên là khung hình trên dây nó sẽ nhiều hơn và nó sẽ nhìn nó mượt hơn cái này nó nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự mượt mà của anh em về cái phần highlight thì anh em bấm mở lên để anh em quay cái trận đấu lại À, những cái file highlight của anh em để mà anh em đang lên tiktok hoặc là zalo hoặc là facebook hoặc là uh, youtuber youtube là những cái uh, highlight của mình rồi về phần thiết lập thì mình nói nói sơ qua một phần thiết lập nữa về góc camera thì anh em luôn luôn phải đặt ở xa cho mình bởi vì xa thì anh em sẽ đánh nó bao quát hơn fps thì anh em để câu đối với những anh em nào mà máy thấp thì anh em để trung bình tuy nhiên là anh anh em không để, để tiết kiệm nha FPS là anh em phải bật câu lên Tuy nhiên nó nó hơi tốn binh một chiếu Nhưng mà khi mà anh em anh cắm cái điện thoại Cắm sạc vô anh em quýt bình thường Anh em bật FPS câu lên anh em thấy quýt nó mượt mà Cực kỳ dễ sợ luôn Đó là một trong những cái mà ảnh hưởng trực tiếp đến sự mượt mà của anh em muốn game Rồi hiệu ứng về thần không thì anh em bật lên cho nó đẹp cũng được Thì dùng hiệu ứng thông báo thì anh em bật lên nha rồi hạn chế pin nhanh em anh em tắt đi và hiệu ứng sương mù anh em cũng nên tắt đi những cái này nó không cần thiết mà hiệu ứng sương mù mà đối với những máy máy mình nó cấu hình thấp nữa mà anh em bật lên là anh em không thấy đường mà anh em quấn luôn á ấn để gửi pin nhanh để anh anh, em, anh em bật lên nha rồi cái này thì anh em mở hết lên cho mình cái này thì cũng không cần thiết nó không có ảnh hưởng đến cái việc đó là um, giật lag của anh em bởi vì cái này là ở ngoài trận đáo mà Đấy. rồi cái fps cái này cái âm thanh này thì rung anh em bật lên nha về âm thanh này anh em tắt đi hiểu ứng âm thanh thì anh em phải luôn luôn bật bật tắt mic cho anh em bật lên cho mình về cái phần chất lại thì cũng không cần thiết lắm về cái phần thiết lập mạng này này cái này nó sẽ ảnh hưởng đến sự giật lá của anh em thì anh em sẽ bấm mở thì uh, thì vừa mở mạng wifi và 4g sẽ đổm bổ cái mạng của anh em sẽ tốt hơn quay trận đấu thì anh em bật lên thì anh em sẽ quay được những hai like lúc nãy mình nói đó để mà anh em đang tiktok và facebook rồi kiểm tra mạng thì nãy mình đã nói đầu game rồi đầu cái clip rồi rồi đó là những cái uh, cái cài đặt trong cái game để mà anh em chơi nó không bị giật lót cái thứ ba là anh em phải tắt tất cả các ứng dụng chạy đa nhiệm à, thì anh em khi mà anh em chơi game thì anh em chỉ mở mỗi cái liên quân lên thôi còn những cái khác anh em tắt đi ví dụ như là uh, facebook này, zalo này, tiktok này anh em tắt hết cho mình đôi khi anh em quýnh nó giật lót là đâu vừa đánh vừa nhắn tin thì thôi chứ nó giật lót là đúng thôi cái đó thì không trách ai được cái đây em ạ À, và thứ tư á, là anh em xóa và cài đặt lại game. Thì đối với những anh em mà lâu quá không xóa game á mà không cài đặt lại á thì những cái những skin cũ hoặc là những cái à, à, tệp cũ của anh em á nó còn ở trong đó mà anh em không xóa đi á, thì anh em để đó là anh em nó ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của anh em, nó sẽ tăng cái bộ nhớ ROM lên và nó sẽ gây ra giật lag. Thì cái đó là cái bước thứ tư là xóa và cài đặt lại game. Còn cái bước thứ năm nữa mà anh em giật lót quá thì anh em nâng cấp cái điện thoại của mình lên thôi. Bây giờ có mua cái điện thoại mới thì chơi bao mượt thôi anh em ạ. Còn đối với những anh em nào không có điều kiện thì mình đã hướng dẫn bốn cách ở trên rồi đó. Thì anh em cứ làm theo nha. Rồi chúc anh em xem clip vui vẻ. Anh em thấy hay. Bấm nút đăng ký kênh ủng hộ mình. Chơi vị tướng nào anh em cứ comment với phần bình luận để mình làm cho anh em xem. À, chúc anh em xem clip vui vẻ. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo.